Các con thân mến, thời thơ ấu là một dấu ấn khó phai trong cuộc đời mỗi người. Chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ quên những người thầy, cô đã dìu dắt và dạy dỗ chúng ta. Hòa trong không khí hân hoan hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà cả nước tri ân, tôn vinh sự cống hiến miệt mài của các thầy, cô giáo, Thư viện Trường Tiểu học Kim Liên xin giới thiệu đến các độc giả nhí cuốn sách Totochan bên cửa sổ của nữ nhà văn người Nhật Kuroyanagi Tetsuko. Bà đồng thời cũng là một diễn viên, một ngôi sao truyền hình kiêm vận động viên Nhật Bản nổi tiếng. Cuốn sách dày 355 trang, khổ 14x19cm do nhà xuất bản Văn học phát hành vào năm 2011. Cuốn sách được nhà văn viết để dành tặng cho người thầy đã khuất của mình, người thầy đã cống hiến hết mình cho giáo dục. Totochan bên cửa sổ là câu chuyện tuổi thơ của tác giả về ngôi trường Tomoe có thật và thầy hiệu trưởng Kobayashi Susaku là một con người có thật. Vậy mà độc giả lại tưởng như mình bước vào một giấc mơ. Từ văn phong giản dị, từ những lời đối thoại hồn nhiên, trong sáng, rồi đến ngôi trường trên những toa tàu, đến những nhân vật trong truyện như cô bé Totochan, thầy hiệu trưởng và những người bạn đều rất đáng yêu. Câu chuyện là một bức tranh thu nhỏ về cuộc sống, có những niềm vui lẫn sự mất mát, nhưng qua cái nhìn của tác giả, câu chuyện lại trở nên thật ấm áp. Totochan, một tên gọi thân mật hồi nhỏ của tác giả, khi em mới 6 tuổi đã bị đuổi học 2 lần vì em quá khác biệt, lạ lùng so với các bạn khi liên tục đóng mở nắp bàn hay đứng suốt buổi học bên cửa sổ để gọi gánh hát rong, làm cả lớp hỗn loạn và ảnh hưởng đến việc dạy học của cô giáo. Mẹ của cô bé cho rằng nhà trường không hiểu con gái mình nên bà đã quyết định xin cho em học tại trường Tomoe của thầy Kobayashi Susaku. Ngôi trường Tomoe rất đặc biệt, có lớp học là những toa tàu cũ, cả trường chỉ có 50 học sinh, ai cũng đặc biệt như Totochan. Thậm chí có cả những em bị khuyết tật, nhưng vượt qua những trở ngại và khác biệt về tính cách, các học sinh ở Tomoe đều hòa hợp với nhau như anh em. Thầy hiệu trưởng Kobayashi rất yêu thương và tôn trọng học sinh của mình, luôn để chúng tự do phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh. Thầy sẵn sàng nghe cô bé Totochan nói say sưa gần 4 tiếng đồng hồ trong buổi gặp mặt đầu tiên. Điều đặc biệt ở Tomoe đó là bọn trẻ được tự do chọn chỗ ngồi và không có thời khóa biểu nhất định. Học sinh thích học môn gì nhất thì học môn đó trước, những môn không thích thì học sau cùng. Cũng ở ngôi trường ấy, các em được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng bằng một cách riêng, đó là món của biển và món của núi, được tổ chức cắm trại, du lịch, tham gia làm đồng, tự nấu thức ăn để làm quen với các công việc, mở mang tầm mắt, gần gũi với thiên nhiên. Nhờ sự giáo dục của thầy hiệu trưởng, những người học trò ngày xưa ở trường Tomoe đã trở thành những người tốt và thành công. Đó cũng là niềm mong ước lớn nhất của thầy, người thầy của tình yêu và niềm tin vô bờ dành cho học sinh và nghề giáo. Nhà văn Tetsuko đã dành những trang cuối của tác phẩm để viết về bạn bè cùng lớp của mình và cả cuộc sống sau này của họ. Có người đã trở thành nhà khoa học, có người chuyên trồng hoa lan, người trở thành nhà giáo dục và nghệ sĩ. Cũng có người đã hy sinh, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì 50 con người tuyệt vời ấy vẫn luôn tự hào vì mình là học sinh trường Tomoe, là học trò của thầy hiệu trưởng Kobayashi. Mặc dù ngôi trường Tomoe chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, từ năm 1937 đến năm 1945 rồi bị bom đạn phá sập, nhưng toàn bộ học sinh luôn khắc ghi ngôi trường trong ký ức của họ, đặc biệt là Totochan. Cô bé còn nhớ mãi câu nói của người thầy: "Em thật là một cô bé ngoan." Tác giả cũng biết, nếu không được gặp thầy Kobayashi, có lẽ tôi đã là một người mang đầy mặc cảm, tự ti với cái mác đứa bé hư mà mọi người gắn cho. Thông qua cuốn sách, chúng ta thấy phương pháp giáo dục của thầy Kobayashi rất đơn giản mà quý báu,
đó là tình yêu thương và sự tự do được phát triển bản thân một cách tự nhiên. Chính sự giáo dục ấy đã chấp cánh ước mơ cho những đứa trẻ ở ngôi trường Tomoe trở thành hiện thực. Và nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các con hãy gửi những lời chúc ý nghĩa tới người thầy cô của chúng mình nhé. Cuốn sách có tại tủ sách văn học của thư viện trường. Mời các con đến tìm đọc. Hẹn gặp lại các con.